Tuyệt Tịnh Cốc, hay còn gọi là Tuyệt Tình Cốc, hay còn có một cái tên khác là Độc Am Tiên, nơi mà Thái hậu Dương Vân Nga tu hành vào những năm tháng cuối đời. Các tên Tuyệt Tịnh Cốc hay Tuyệt Tình Cốc là tên gọi được du khách đặt cho khi đến nơi đây, khi thấy cảnh non xanh nước biếc hữu tình tại đây. Địa điểm tham quan này tọa lạc tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, giáp với thành phía đông của kinh thành Hoa Lư thuở xưa. Chỉ cách đền Vua Đinh 400m về hướng Tràng An. Chính vì vậy khi tham quan Tuyệt Tình Cốc xong, bạn sẽ di chuyển rất dễ dàng đến các địa điểm cảnh đẹp lân cận. Động Am Tiên còn có tên gọi khác là Hang Rồng, vì khi ngắm nhìn từ xa nó có hình dạng giống với miệng con rồng. Thuở xa xưa, sau khi lên ngôi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, đã giao cho vị võ sư Trương Mani và con trai là Phò Mã Trương Ma Sơn phụ trách quyền kiểm soát khu vực thung lũng liền kề với kinh thành Hoa Lư. Cha con nhà họ Trương đã bắt tay vào cải tạo hang động hiểm trở này thành pháp trường xử án để phục vụ xử án. Trước khi Động Am Tiên được xây dựng xong, tài liệu của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép rằng vua muốn dùng uy thế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng kẻ nào trái luật phải chịu tội bỏ vạc dầu hoặc cho hổ ăn. Trước đây khi muốn đến được Động Am Tiên, khách du lịch phải vượt qua 205 bậc đá, băng qua vách núi để vào được bên trong. Hiện nay ban quản lý du lịch đã mở một đường hầm xuyên núi nhằm tạo điều kiện để tham quan tìm hiểu cội nguồn lịch sử dân tộc một cách dễ dàng hơn. Chiếm phần lớn khu vực tại khu vực Động Am Tiên là thung lũng ngập nước, được bao quanh là vách núi đá sừng sững. Sau khi đi xuyên qua đường hầm được xây dựng kiên cố, bạn sẽ gặp một đầm nước lớn trong vắt tận đáy. Đầm nước này là nơi sinh sống của một đàn cá vàng lấp lánh. Quanh hồ được trang bị nhiều thuyền nhỏ phục vụ hoạt động tham quan hồ, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của cố đô. Danh lam thắng cảnh này trước đây là ao nuôi giải, nơi vua Đinh ném những phạm nhân xuống ao cho giải, một loài rùa mây mềm ăn thịt. Nhắc đến Động Am Tiên, không thể không kể đến Thái hậu Dương Vân Nga. Bà là hoàng hậu của hai đời hoàng đế thời kỳ đầu lập quốc là vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực từ triều Đinh sang triều Tiền Lê. Vào những năm cuối đời, Thái hậu Dương Vân Nga đã xuất gia và đến tu hành tại chùa Am Tiên bên phải động. Hiện tại ngôi chùa vẫn còn lưu lại những vết tích xưa như chuông chùa, bia đá ghi công xây dựng chùa từ hàng trăm năm. Từ chùa Am Tiên nhìn xuống, du khách sẽ thu chọn vào tầm mắt mình không gian mênh mông hùng vĩ của động, với núi cao sừng sững, đầm nước trong xanh, mang đến vẻ đẹp linh thiêng đầy hào hùng của lịch sử những ngày đầu khai quốc.